Sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Mũ Xanh Tô Văn Cấp. Các niên trưởng võ khoa thủy quân lục chiến. Hạp, bạn làm chai nữa đi. Thôi, chai là quá đủ rồi, tôi còn phải về. Tôi biết Hạp ở San Diego, cách Little Sài Gòn, chỗ chúng tôi đang học mặt khoảng 2 giờ lái xe Lúc đó đã là 9 giờ đêm rồi. Nên khi nghe Hạp nói, tôi phải về, làm tôi quá ngạc nhiên. Làm sao một ông già 70 có thể ngồi ôm vô lăng suốt 2 tiếng trên freeway trong đêm tối được? Ôm cái gì thì được, chứ ôm vô lăng như vậy là nguy hiểm quá. Tôi thầm nghĩ hay Hạp đã dọn về thủ đô tị nạn rồi, nên hỏi. Ông dọn về Little Sài Gòn hồi nào mà không cho anh em biết? Không, nhà tôi vẫn ở, vẫn ở San Diego. Nhà tôi. Ừ, nhà tôi của ông vẫn ở San Diego. Thế giờ này mà ông đòi về là về phòng nhị hay phòng tư ở Little Sài Gòn đấy. Thấy câu hỏi của tôi có hàm ý đốt nhà, nên anh bạn phòng nhị Lê Văn Châm vội thanh minh cho anh bạn phòng tư. À, thằng Hạp này nó hiện như ma Sơ, làm gì có phòng nào khác đâu. Ma sờ hay ma xó hoặc ma sờ đây, biết tôi có tật hay ăn nói lung tung sợ bạn bị hàm oan nên liễn chen vào hạp đòi về san diego thật đấy hạp nghe tin chúng tôi từ xa về lấy đô sài gòn chơi nên hạp từ san diego đã lên và có mặt ở đây từ lúc sáu giờ sáng rồi cả ngày hôm nay hạp cùng với chăm đưa can tú và tôi đi khắp nơi rồi về nhà chăm ngồi lai ra cho tới bây giờ đúng ra là hạp đã phải về san diego từ lúc sáu giờ chiều vậy mà cứ quấn quýt với anh em chưa nở trời bước nhưng cuối cùng thì vẫn phải chia tay vì sáng sớm mai hạp có việc không thể vắng mặt được tôi đã nói với hạp là thì giờ eo hẹp và xa xôi quá thì đừng lên nói chuyện qua phone là được rồi nhưng hạp nói rằng lâu quá không gặp mặt tụi mày tao nhớ đó là vắn tắt câu chuyện tôi ghi nhận được trong bữa cơm họp mặt tại nhà lê văn Châm mười 17 bỏ qua thủy quân lục chiến. Nhân dịp Lê Quang Liễn, Nguyễn Cao Nghiêm, Phạm Cang, Nguyễn Ngọc Tú về Nam Cali dự đại hội khóa 20 võ bị. Ngoài Cang, Liễn, Nghiêm Tú là khách phương xa thì thành phần chủ nhà, có châm hạp hữu giao khóa 17, niên trưởng Quách Ngọc Lâm khóa 12. Kẻ viết bài này được gọi đến để phá mồi, dĩ nhiên không thể thiếu thành phần quan trọng không thể thiếu là các chị nhưng bài này tôi nói về những tay súng những tiếng nổ nên không dám ghi quý danh của những vị thục nữ vào trong chốn ồn ào này trụ ngon exo hai ba chai mà kén người uống bia ngọt dăm ba thùng thiếu người say mồi đưa cây thượng hảo hạng đầy bàn không cá đốt Ôi, một mình tôi phá mồi khiến ngất ngư. Còn họ, những người bạn ngày xưa từng sát cánh bên nhau, mày mày tao tao, cùng nghe AKCKC, PRD tréo bên tai. Sau nhiều năm xa cách, nay gặp lại thì biến ăn nhát uống, mà thi nhau nổ, nổ chuyện đơn vị cũ chiến trường xưa, nổ những kỷ niệm khi xông phong vào mục tiêu. Dù mục tiêu ở trận địa hay hậu phương, và những nỗi buồn xuống xóm bị nổ. Sau bao năm xa cách mà thấy họ thân nhau, tình nghĩa anh em còn hơn ruột thịt nơi xứ tạm dung này, nên tôi hơi ngạc nhiên. Khẽ hỏi Lê Quang Liễn, À, khóa 17 võ qua thủy quân lục chiến với khóa 20 võ bị thủy quân lục chiến đụng nhau hồi nào mà thân với nhau quá vậy? Đụng ngoài chiến trường hay ở hậu phương? Cả hai dân à, quái điểu với nhau mà ngoài chiến trường tụi tôi dành nhau mục tiêu diệt cộng về hậu phương chúng tôi nhận nhau em tây gia lại anh không thấy đằng sau những chữ vk và vb thì chỉ có bốn chữ thủy quân lục chiến hay sao tôi hỏi anh câu này ak ckc beta ARPD, cối pháo dân dân là những thứ không có mắt bô tri nó có phân biệt võ bị hay võ khoa không tôi vội vàng đưa tay ra hiệu rồi cắt ngang lời liễn bạn à, hiểu lầm ý tôi rồi, thấy các bạn thân nhau quá, dù xa cách cả thời gian lẫn không gian nên tôi mới dùng chữ đụng nhau. như ý hàm ý là đã sống chết với nhau nhiều rồi. Nổ ở tiền tuyến và hậu phương cũng bị nổ. Dân chơi thứ thiệt mà, chứ không hề có phân biệt võ bị với võ khoa. Nếu nói theo phong cách bình dân, á, thì võ nào cũng là võ. Anh à, võ khoai tô võ bí, hoặc giả thủ đức thì thức đủ năm canh để đánh giặc. Còn Đà Lạt thì thành lạc đà, dây súng đạn trên vai 12 ngày gạo để ra chiến trường. Phản ứng của Liễn cũng là phản ứng chung của đa số anh em ta. Ai cũng cảm thấy rất khó chịu mỗi khi có một cá nhân nào đó suy nghĩ theo cái đầu lạch của họ về nguồn gốc của hắn, gọi nôm na là kỳ thị. Sự kỳ thị đã gây nên nhiều hậu quả tai hại không lường. Thế giới văn minh ngày nay đã lên án thái độ đó và chỉ còn sót lại ở những nơi hoang dã, những cái đầu hoang tưởng. Mọi người đều có niềm hạnh diện về dân tộc, quê hương, xứ sở, tôn giáo, binh chủng, quân trường, vân vân của chính mình. Nhưng coi chừng, đề cao tôn giáo mình mà chê tôn giáo bạn là có thể gây ra thánh chiến đấy. Trong quá khứ, trên đường phố Sài Gòn con chiên Phật tử đã gậy gọc với nhau vì mắc mưu của lũ hoạt đầu chính trị gần đây nhất ở Bô Sa. Tôi nghe được trên radio chương trình phúc âm của một hội thánh tinh lành nọ đã phê bình một tôn giáo khác, khiến tôi phải viết bài báo bảo họ set up, và họ đã biết điều, đã biết set up. Hiện nay, quanh chúng ta ở hải ngoại, không thiếu những cái đầu lạch phát ngôn bừa bãi, tụi mày thế này, tụi mày thế kia, mà quên đi thân phận sống nhờ ở đậu của chính mình. Cũng không thiếu những quân nhân hậm hỉnh phai bình hay viết lách trước cậu thả vô trách nhiệm về một đơn vị bạn. Gặp trường hợp này, chúng ta không nên ngại ngùng mà chỉ tay vào mặt họ, sách up. Nhớ lại năm tôi thập tam, con trai tuổi thập tam thì chưa biết gì. Ngoài chuyện lấy dây thun bắn con chim chích chòe của cô bé hàng xóm, nên mới xảy ra chuyện một cô tí Bắc kỳ di cư vào học trường Nam Kỳ Petruski, một con cừu non sống giữa một đàn 50 đứa chỉ thua có quỷ ma, chúng kỳ thị Nam Bắc, xe sách vất bút, nháy giọng nói ngọng NNL của tôi, chân tay tôi tê đi, khi đến trường ngồi gục mặt trong lớp mà khóc trên đường về, tôi là nạn nhân của nạn kỳ thị. Đã hơn nửa thế kỷ rồi, 55 năm, năm chứ ít sau, nhưng mà tôi vẫn ghét con virus kỳ thị. Nay gặp người đồng đội đồng thuyền lây quang liễn cùng trung tâm trạng, cùng có những người bản thân khóa 17 võ khoa thủy quân lục chiến, nên đã gợi ý cho tôi nói về những chuyện mà tôi áp ủ từ lâu, chuyện vui buồn với những niên trưởng võ khoa thủy quân lục chiến là cách chỉ huy là đồng đội của tôi một ngày thâm niên bên chủng thủy quân lục chiến là niên trưởng của tôi rồi. Tôi xin bắt đầu với những niên trưởng ít thâm niên nhất. Tôi không biết chính xác là bao nhiêu ngày, nhưng nếu tính cho tròn thì vào khoảng một tháng, giữa tháng 12 năm 1964. Khi tôi về trình diện tiểu đoàn năm thủy quân lục chiến, thì đã thấy các ông ở đây rồi. Cái lon của các ông còn trắng tinh, chưa dính bụi chiến trường, đó là các niên trưởng khóa 17 võ khoa thủy quân lục chiến. Đơn vị đầu đời binh nghiệp của tôi là trung đội 3, đại đội 4, tiểu đoàn 5. Đại đội trưởng của tôi là Thiếu Quý Dương Bổ Long, khóa 9 võ khoa. Đây là lúc tôi học hỏi được các niên trưởng 17 võ khoa nhiều điều cần thiết cho một lính chiến, hơn là một sinh viên quân trường. Các ông gồm có Nguyễn Văn Lộc, Ngô Thành Hữu, Trần Văn Hên, Lương Văn Cường và còn ai nữa không nhỉ? Vì tiểu đoàn mới thành lập còn đang trong thời kỳ bổ sung và huấn luyện nên các trung đội trưởng, kim huấn luyện viên luôn ngày làm việc, trưa ăn cơm bàn, tối cắm trại và rồi trốn trại đi thăm dân cho biết sự tình. Nhưng sáng tinh sương vẫn có mặt tại suối Lồ ồ để dẫn quân chạy bộ. Quân thở ít thì quan thở nhiều, thở như trâu. Nhờ môi trường này mà chúng tôi kết thành một khối. Tôi học được ở các niên trưởng nhiều điều bổ ích mà quân trường không dạy. Quân trường không lường được trường học bị thương hư một mắt mà vẫn cố năng để sinh tình nguyện ở lại tiếp tục chiến đấu. Anh bị thương hư một con mắt trong trận đức cơ khoảng năm 1965, nhưng vẫn còn cầm súng cho tới 30 tháng 4 năm 75 người ấy là Trần Văn Hên. Tên thân mật gọi là Hên Đuôi, văn vẽ một chút gọi là Độc Nhãn Tướng Quân. Nói về danh dự và trách nhiệm thì Hên Đuôi xứng đáng cho tôi gọi anh là Ông Tướng. Những năm 1994-1995, tôi gặp lại Độc Nhãn Tướng Quân ở một nơi dễ tìm thấy dầu mỡ, ở một tiệm sửa xe ở Santa Ana, Nam California. Nhưng rồi ông tướng biến đâu mất. Hành ơi, bây giờ anh ở đâu? Sau đọc nhãn tướng quân là vô lụ đạn Ngô Thành Hữu, mấy em núp trong hầm có nắp, chỉ thò ra cái lỗ be bé, bé xinh xinh với A-ca, khiến nhiều anh hùng vất vả. Nhưng gặp hữu lụ đạn là đời các em banh. Hậu chặt cành cây làm cần câu, cột trái M26 vào đầu dí từ 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 vừa lọt vào lỗ là hậu giật dây rút em 26 banh là các em vc banh theo từ mưu nhỏ đến việc lớn hậu đều cười mếm chi rồi hoàn thành xuất sắc nhưng trên ngực thì huy chương lác đác như lá mùa đông công trạng của anh nếu không phải sống trong một gia đình thủy quân lục chiến đất chật con đông thì đã là ông nọ ông kia từ lâu rồi nhưng vẫn cười và bám trụ tiểu đoàn năm tôi phục hên đuôi và hữu lựu đạn là ở chỗ đó lương văn cường và nguyễn văn lộc là dân chơi chính hiệu rượu uống không biết say nhảy không biết mệt dù nhảy rào hay nhảy đậm hoặc nhảy trực thân hai tên này là anh em một nhà cường lai cưới em gái lộc vì cùng đại đội nên lộc chính là niên trưởng và ông thầy của tôi trong bốn món ăn chơi và đánh đấm. cái hay của ông lộc này là lúc nào cũng cười và chửi thầy. lương cường giờ này ở đâu thì không ai biết nhưng lộc lùng thì ở florida. tôi đã liên lạc được và lộc hứa sẽ về san jose để xem tài tổ chức của lâm tài thạnh. tây đô lâm tài thạnh vào một buổi chiều năm 1967 Tại xóm Xuân Trường, Bồng Sơn Tôi từ đại đội 4 sang đại đội 1 nhận nhiệm sở mới Đại đội trưởng Đà Lạt giới thiệu tôi với Tây Đô và bố già Trung Văn Nghiêm Được biết hay ông là những sĩ quan giỏi và kỳ cựu của đại đội 1 khiến tôi khớp Thời gian sau tôi coi đại đội thì may mắn có tài cao giúp đỡ anh cao hơn tôi một cái đầu nên những khó khăn của đại đội đã có anh lo vì anh rất có quy đối với anh em nói suông không bằng chứng minh cụ thể trận mậu thân 1968 sau khi đánh đấm khắp nơi không đến nội tệ nên đại bằng đồ sơn thưởng cho đại đội một nhiệm vụ rất hấp dẫn là trấn thủ bưu điện và đài phát thanh phan đình phụng vì trời sinh ra bắt xấu lại thêm tí râu nếu mà đóng xác bộ tư lệnh ác là có ngày lãnh búa nên tôi giao cho thạnh và hai trung đội của quan và ngộ giữ bưu điện trung ương còn tôi và đại đội trường thì lui về đài phát thanh văn đình phùng ẩn náo bưu điện ở ngay trung tâm sài gòn sát bên là bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến trước mặt là dinh độc lập cả hai nơi đều có mặt trời nóng quá nóng quá Đâu diện là vương cung thánh đường là nơi dễ tìm thấy thiên đàng như tựa đầy cuốn truyện của nhà văn phú phét điều nguy hiểm hơn nữa là gia nhân dập dìu trên phố ra vô bưu điện cả ngày nói theo truyện kiều là ngỗng ngang gò đóng kéo lên phụ nữ đẹp đi qua trước mặt lại còn nháy mắt khiến anh trâu điên tức phát điên muốn huýt sáo nhá nhá tín hiệu nhưng lại sợ thân trâu chẳng sợ lắm bụng nhưng sợ bộ tư lệnh lỡ tiếng huýt sáo chọc gái lọt đến tai ngài thì chỉ có thác thôi thì trâu điên đại đội một chỉ còn biết ngước mặt lên trời mà nhe răng cười cho hạ hỏa chữ biết cái làm gì hơn sau hơn một tháng sống trong vòng lửa của tướng vua chúa mà hai trung đội của thiếu quý quan và chuẩn quý ngộ không ai bị thương là nhờ khả năng chỉ huy và tâm lý của Tây Đô. Phần thưởng cho anh em là dân chúng xung quanh thương yêu mũ xanh, và nhất là Tây Đô được xem như anh em con cháu trong nhà. Tâm lý là vậy, còn đánh đấm thì sao? Chỉ kể một thí dụ cụ thể thôi. Ngày N tháng 9 năm 68, đại đội 1 trừ nhảy trực thăng diều hâu xuống cầu khởi Tây Ninh Chúng tôi bị lọt vào vòng vây của tiểu đoàn 14D Việt Cộng. Cánh của Thạnh đi trong rừng cao su bị địch ép sát thiếu điều gốc cao su muốn chảy nhựa. Phải thú thật là đã có vài anh em trung đội đầu tính gài số Gia. Yeah. Nhưng vừa quay lại là đụng phải ngay lâm tài cao, đứng thẳng lưng móc con chỉ thiên bằng bằng Nhờ vậy mà toàn đại đội tôi bám gốc cao su trụ lại trong khi đó đại bàng đầu sơn điều động tiểu đoàn tiếp phận ông yểm trợ tối đa pháo binh trực thăng phản lực nên đại đội một đã được bình an để bắt tay được với tiểu đoàn vào sáng hôm sau tây đô không có những cấp chỉ huy can đảm cứng như anh thì hôm đó đại đội mình đã tan hàng hết rồi chứ đâu phải chỉ có mười bị thương và ba tử trận anh cố vấn đi với mình quá teo nên đã leo theo trực thăng tại thương bay mất tiêu khiến tôi phải báo lên anh đinh xuân lãm băng ba tiểu đoàn cảm ơn tây đô đó là tình anh lính chiến còn ba ông khóa mười bảy võ khoa nữa thì phải thành thật nói rằng trước ba mươi tháng tư năm bảy lăm tôi ít có dịp tiếp xúc chỉ nhìn qua là đã sợ ba ông ba bị này rồi đó là các ông Lê Đình Bảo và Lê Văn Châm độ trung giao. Trong một lần họp mặt ông chuyện cổ tích, tôi tâm sự rằng anh X, anh Y, các anh khóa 17 võ khoa quá dư tiêu chuẩn để làm anh hai râu, chứ đâu phải chỉ có một mình Tây Đô thì đổ huynh bất chợt xen vào. Thật bỏ qua đi, gia đình thủy quân lục chiến mình đất chật người đông mà. Chỉ một lời nói bất chợt nêu trên khiến tôi hiểu tính khiêm nhường từ đáy lòng của anh. Đó là Đỗ Trung Giao, còn Lê Đình Bảo Ư. Họ Lê, chữ lót đình khiến tôi bị ám ảnh nội sợ hãi, kính nhi viễn chi. Nhưng khoảng tháng 9 năm 68, trong trận bời lời, chú em ô đô của tôi, Hà sĩ Bùi Ngọc Đường, cứu được anh cố vấn Mỹ đã bị thương và đang trong vòng tay cố Việt Cộng nên đã được trưởng phòng chính huấn sư đoàn Lê Đình Bảo cứu xét và đề nghị tưởng thưởng cho đường một xe Honda. Từ đó tơ phục anh. Đình này tượng trưng cho đình làng, nơi hội họp tiệc tùng đình đám. Đem niềm cho dân quê chất phát. Nhưng điều đáng phục hơn nữa là niên trưởng Lê Đình Bảo lúc nào cũng lái xe to, đẩy xe con cho chị nhà đi chợ. kêu vui như hồi 40 năm về trước khiến anh chị trẻ mãi không già. Thời Pháp thuộc dân Việt Nam ta mà nghe đến đơ dèm bureau, tức phòng nhì là đổ mồ hôi cái đái mồ hôi con. Nghe ông làm phòng nhì lại thêm cái dáng cao cao mặt lạnh như tiền. Thỉnh thoảng nhét mép cười rùi khiến tôi cũng phải ớn, không dám lại gần. Nhưng làm to tôi đã bỏ qua nhiều dịp để làm quen để học hỏi nơi anh nhiều điều hay, nhất là thái độ cư xử đầy ấp tình nghĩa với đồng đội. Người đó là nhà thơ chương đài Đại quý Lê Văn Châm. bổ sanh Nguyễn Thế Thụy. Một âm thoại viên đã nói về người anh trong TOC. Em mới ra trường về làm âm thoại viên trong TOC tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Chỉ có ba âm thoại viên chúng em là lính, còn toàn là quan mỗi khi ông lạng sơn bước vào toc thì tụi em quýnh lên chân tay lạng quảng thì có ông trung quý đến vỗ vai nói nhỏ cứ bình tĩnh không có gì phải run rồi một đêm vào lúc một giờ ba thằng truyền tin tụi em ngủ gục ngon lành loa khuếch âm réo mà không âm thoại viên nào trả lời ông trung quý đến vỗ vai tụi em tỉnh dậy sợ té đái nhưng ông mỉm cười bảo tụi em đi rửa mặt, ông còn chia cho hốt cà phê, từ đó tụi em gọi ông là t o có nghĩa là Thích Ông Châm, tức Trung Quý Lê Văn Châm, một kỷ niệm đầu đời lính nhớ mãi cho đến nay. Trần Quang Duật Khóa 21 Võ Bị nói về Lê Văn Châm Khóa 17 Võ Khoa Năm 1968, Tiểu đoàn 1 Thủy quân lục chiến đánh ngoài Huế. Tôi dẫn trung đội đi ngang bộ chỉ huy tiểu đoàn thì nghe Lê Văn Châm. Ban hai tiểu đoàn gọi, Ê, dầu tuyển, nón sạc Mỹ đâu? Dù mới xuất diễn ra chưa trang bị kịp, lấy cãi của tao mà đổi, tao kiểm xảo. Và cái nón sạc của Châm cho tôi mượn đã bị một vết sẹo do đạn AK đụng vào, còn tôi chỉ cảm thấy hơi ê ê cái đầu. Còn mũ xanh Lê Quang Liễn quá hai mươi võ bị thì kể nhiều kỷ niệm đẹp với người bạn ít nói nhưng nhiều tình. Người viết chỉ xin ghi một kỷ niệm mặn mà, mà thôi. Sau ngày 20 tháng 3, 1975, tôi được lệnh về trình diễn Tango tại Hương Điện để nhận nhiệm vụ mới. Đang mệt mỏi phờ phạt đói ngủ thì đụng Lê Văn Chăm. Hình như Chăm trông thấy dạ dày tôi cũng trống, nên chạy đi kiếm được hai đùi gà tru ti rồi ra lạnh cho tôi thanh toán xong mới được vào trình diện Tango. Nghe mũ xanh Nguyễn Thái Thụy tâm sự về người anh ở TOC, nghe trí vụ Trần Quang Duật nói về vết hằn trên nón sắt của chương đài Lê Văn Châm. ông thần cứu mạng. Nghe Lê Quang Liễn kể về miếng khi đói, thì người viết có nói gì thêm nữa cũng bằng thừa, nhưng cũng cần nói chương đài Lê Văn Châm có những bài thơ rất hay. Và xin bật mấy một cái bí mật là Trâm có một cái sân chứa được một đại đội trừ dưới tàn cây bơ cổ thụ. Trái bơ thì anh chị chăm hái cho vào từng bịch rồi chia cho anh em hội cà phê. Còn cái sân thì lúc nào cũng sẵn sàng bằng ghế để đón khách mũ xanh phương xa. Sân rộng, tấm lòng cũng rộng thì tu tại gia và tu chùa thoải mái, cười sảng khoái. Đó là những ông niên trưởng khóa 17 võ khoa thủy quân lục chiến của tôi. Ngoài ra tôi còn được hân hạnh làm bạn với khá nhiều khóa 17 võ khoa khác, thuộc nhiều quân binh chủng bạn. Trong số đó có một người khá đặc biệt. Anh nói thông thạo tám thứ tiếng gồm Việt, Nguyên, Lèo, Tiểu, Anh, Pháp, Đức và Đan Mạch. Anh là tổng thư ký một tập san nổi tiếng là cọp thứ thiệt nên anh không ngại ngùng giúp tôi phổ biến những tài liệu về săn bắt cọp. Đó là thiên lôi biệt động quân đỉnh đầu bạc Nguyễn Thế Đỉnh. Từ khóa 17, võ khoa lui về những ông thâm niên hơn, thì tôi được làm việc làm bạn với ba anh. Đó là Lê Bá Bình, Quách Ngọc Lâm và Nguyễn Kim Tiền khi anh Lê Bá Bình về thay anh Trần Ngọc Toàn làm chỉ huy trưởng căn cứ sống thần thì tôi đã ở căn cứ rồi. Bốn đời chỉ huy trưởng mà chỉ có một chỉ huy phó là tôi. Là phó thì phải giữ đúng bổn phận, không thể trở mặt khó làm việc. Anh Bình là người làm việc không biết mệt, luôn hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ thượng cấp treo phó. Quách đại nhân thì sao? vào trại tù Long Giao tôi ở chung tậu với Lâm sống tạm dung trên đất khách tôi ở gần Quách Đại Ca nên có nhận xét là ai đã tiếp xúc với Quách Ngọc Lâm đều mến và yêu Lâm là một người to lớn và tốt bụng nhưng thẳng tính nói và làm như nhau đâu cần thì Lâm có chỗ nào khó thì Lâm mó tay vô bản tính hiền lành miệng Nam sông hậu không mấy khi độ quạo hiền như con cọp đang ngủ nhưng coi chừng cọp đang ngủ mà ai liều lĩnh dám thò tay đụng vô cọp là không được với chúa sơn lâm mà nha anh từ từ thủng thỉnh đủng đỉnh như một chúa sơn lâm với bộ lông rằn ri óng ánh vàng đen tuyệt đẹp quách đại ca có số đào hoa là vì vậy một kỷ niệm rất vui với quách đại ca tôi xin kể cho bà con nghe để cùng vui với bản tính thật thà của anh từ utah trở về sau buổi tham dự lễ khánh thành tượng đài việt mỹ do fakoto mời trên khoảng năm cặp trong đó có quách girlfriend hẳn quý vị biết phe ta mà đi chơi xa ngồi chung một xe thì vui hơn tết sáng hôm đó tại có trận đá banh tranh chức vô địch thế giới giữa hai đội nữ Đức và Anh. Nghe vậy, anh em tiếc trẻ là không có tivi để coi trận đá này. Nên Lâm thương tình, những số phận hẩm hiu bèn tường thuật lại cho anh em nghe. Sáng nay tôi nằm trên giường coi tụi nó đá thấy đã mắt. Tụi Đức đá hay quá, nó xúc một lúc vào lưới đội anh ba trái liền. Nghe xúc là có chàng đang ngủ gật giật mình tỉnh giấc hỏi cắt ngang. Thấy anh có xúc được cú nào không? Lâm thật thà trả lời câu hỏi mà người hỏi có hàm ý mách quế. Anh đã à xúc học hai trái, con à mẹ giữ gôn đủ đức khép câu kính quá. Câu trả lời thật thà miền nam của Lâm khiến cái xe rung lên, có sự hiểu lầm giữa hai chữ anh viết thường, anh em và chữ anh viết hoa, tức nước anh, cả câu hỏi và đáp thật là thú vị ý nhị niềm vui tiếng cười kéo dài mãi. Hiện nay Lâm Đại Ca là tổng đàn trưởng Hào Trâu Điên Cà Phê Club, một nơi quy tụ anh em mẫu xanh mỗi sáng Chúa Nhật. Hội viên thường là 20-30, khách mẫu xanh phương xa về Lê Đô Sài Gòn, Bô Sa là không thể bỏ qua ở một nơi dễ tìm thấy tiếng cười của đồng đội anh em. Nguyễn Kim Tiền Ư, Nói gì và bắt đầu từ đâu về ông nội này? Phải tốn cả trăm trang giấy tôi mới kể hết những kỷ niệm vui buồn với tiền. Việc này tôi đã khởi sự viết ngay từ khi vừa trông hắn xong. Nhưng mỗi khi cầm viết nghĩ đến tiền là tôi chỉ còn thấy lờ mờ, ngồi cắn quảng bút, mực viết bi, mà cũng làm nhòe trang giấy. Thôi, kể kỷ niệm vui với tiền vậy. Tháng 6, 1969, tôi mới quen thân với tiền ở bệnh viện Lê Hữu Xâm. Hai thằng nằm sát giường nhau. Nó bó bột một chân tới đầu gối, còn tôi bó bột một chân kéo lên tới rốn lại thêm một tay bó bột vòng quanh ngực. Nó chống nạn cà nhắc bay nhảy, còn tôi nằm ngửa một chỗ. Nó đào hoa, tôi cô đơn, vì bệnh viện nhà, y sĩ là bạn y tá là đàn em, nên các em ra vô bất kể giờ giấc. Em nào cũng yêu tiền, không hề ghen. Đây là nỗi khổ đau bằng quan của thằng bạn nằm bên cạnh. Các em ngồi lên giường thay nhau nắng bóp tiền. Em nào tới phiên nghỉ xả hơi thì ngồi ké lên giường bên cạnh. Các em vui, các em cười, rồi các em rung đùi. Em trung thì cái giường sắc bọc nệm cũng rung theo. Ai đã từng gãy xương thì biết hai cái đầu xương nhúc nhích cọ vào nhau thì nó phê, nó tê giường nào. Mỗi khi em của tiền trung là mặt tôi tái đi. Đau đổ mồ hôi, hết chịu nổi thì hét lên. Ôi giời ơi! Những người yêu tiền liền vội vàng lo lắng hỏi tôi. Anh làm sao vậy? Có sao không? Cần gì không? Muốn gì không? Người yêu của tiền rung đùi làm tôi đau. Tôi không muốn. Tôi nằm một chỗ nên mỗi khi làm thủy lợi thì phải dùng cái chai làm hồ nước chứa. Khổ nổi, những bầu tiền cứ ngồi ngay đó thì làm sao tôi đẩy con dung vào miệng chai được. Nhiều khi tức nước vỡ bờ muốn trào ra nệm. Tuần bảy ngày, ngày mười hai tiếng. Ôi đau khổ, họa vô đơn chí. Đã bị thương chiến trường lại còn bị em hậu phương của tiền hành hạ năm 1971 thành lập Bộ Chỉ huy Căn cứ Sống Thần thì nó lại cố vấn cho Chỉ huy trưởng Trần Ngọc Toàn, kéo tôi về làm chung một chỗ. Nỗi khổ vì em như khi nằm bệnh viện lại tái xuất hiện. Cũng may là chung phòng nhưng ngăn vách, nên tôi không đau mà chỉ bị mất ngủ thôi. Xin nói cho rõ, lúc đó tiền và tôi còn độc thân, quanh tiền có cả ngàn đóa hồng nhưng cuối cùng thì 999 đó bị cho qua, mà tiền chỉ chọn một đề chung sống cho đến trọn đời. Vì thế chị Kim vui lên đi và hạnh diện với chính mình, vui lên đi và chớ có ghen với dĩ vãng. Tiện thể nói về Kim Tiền có số đào hoa, tôi xin bật mấy luôn là tất cả. Đàn ông thủy quân lục chiến đều có số đào hoa cả, từ lúc biết yêu lần đầu cho tới khi dừng bước giang hồ, thì có bao nhiêu đốt ngón tay là có bấy nhiêu tình. Nhưng cuối cùng họ chỉ chọn một. Vậy thì quý phu nhân mẫu xanh chắc chắn sẽ hạnh diện về tài và sắc của mình. Quý phu nhân mẫu xanh nào đang còn có những anh đàn ông quanh quẩn bên mình thì cũng xin nhẹ tay một chút. Sai họ ít thôi, Chiến tranh và tù đầy đã biến những chàng cọc biển thành những anh đàn ông. Chứ thật sự xưa kia họ là những strong men, super cả đây chứ. Năm 1990, ngày đầu tiên bước chân đến Mỹ thì tiền tôi lôi đi lung tung và đến điểm cuối cùng là Bicycle Club. Đến để ông lại kỷ niệm ngày xưa, cứu lũ tàn tàn thì bán cái Honda sau một đêm với bicycle thì cả nó và tôi không còn cái xe đạp để bán, nên tôi quyết định chia tay vĩnh viễn cô đầm khiêu kể từ đó. Sống với nhau, làm việc với nhau hàng chục năm trên đất khách, chê nhau từng câu nói, đôi khi chen vào tiếng chửi thầy, mẹ mày rồi, nó đột ngột đi tìm cuộc sống riêng tư. Trên đường tiến chiếm mục tiêu cuối cùng, tiền không cần xin hỏa lực yểm trợ, không xin tiếp tế, mà hắn lại nói nhiều về chiến tranh, về binh chủng mũ xanh. Những đàn anh, đồng đội và đàn em, một trong những câu nói hỏi là Chương trình tổ chức đại nhạc hội cho thương phế binh tới đâu rồi? Nhận thấy hàng năm, hội bạn người cùi họ tổ chức đại nhạc hội gây quỷ cho cùi trong nước. Còn thương phế binh nói chung thì đói meo, nên anh em chúng tôi liên lạc bằng với một vài giới chức có thẩm quyền, tìm cách phải tổ chức đại nhạc hội việc chưa đi đến đâu thì tiền đổ bệnh nên kế hoạch gác sang một bên nay nằm trên giường chờ chết mà nó hỏi một câu khiến tôi ngượng khi tiền đi rồi tôi phổ biến lời kêu gọi thay cho tiền không biết vì thượng đế nhận lời tiền cầu sinh hay do trùng hợp mà một thời gian sau thì thấy đại nhạc hội gây quỹ giúp thương phế binh lần đầu tiên được tổ chức Chúng tôi xin nhấn mạnh điểm Thượng Đế nhận lời hay do trùng hợp để tránh một sự ngộ nhận là chúng tôi cố ý vơ vào kể công. Nhắc đến Thượng Đế thì phải nói thêm về những con chiên không ngoan đạo, tiền và người viết. Khi thấy hết thuốc chữa tiền, ngõ ý muốn tìm một vị linh mục để tâm sự, khiến tôi ngạc nhiên. Mấy chục năm chơi với nhau mà tôi không biết nó theo tôn giáo nào và ngược lại, nó cũng không biết tôi là Phật tử hay con chiên. Nhưng đó chỉ là cái vỏ lười biến ham chơi, thích đạo thờ bà còn trong tận đáy trái tim. Mỗi người đều có một niềm tin và chỉ tìm đến niềm tin đó. Một khi bản thân không còn khả năng vượt qua những khó khăn, Thượng Đế, Chúa, Phật lúc nào cũng tha thứ, đón nhận những đứa con hoang trở về. Đó cũng là tấm lòng của các bậc cha mẹ. Tiền đã được đón nhận đầy đủ các phép bí tích của một con chiên khi được Thiên Chúa gọi trình diện. Nguyễn Kim Tiền, Người của Mọi Người, Vì Mọi Người Giữa khóa 17 và khóa 12, không biết có ai ở giữa không và giữa khóa 12 với khóa 9 có ông nào không thì tôi không biết vì vậy tôi đi tìm ba ông chính nút và cũng chỉ biết ba ông kẻ này thôi đó là phu nhân nguyễn văn phán pha cô tô phan công tôn và sư phụ bù loan dương bủ long không biết tuổi của các ông là bao nhiêu nên bắt đầu từ người trong già nhất là phu nhân nguyễn văn phán phu nhân là public figure thì nói năng chi cũng bằng thừa ai cũng biết xưa kia ông là hục phò mã này, ông là một trong những tổng đàn trưởng bến cũ riêng với ông thì tôi xin gọi thêm là bến cũ con đò xưa đò xưa là ghe cũ cũng xin hỏi thêm là tại sao ông chọn danh hiệu phu nhân làm chi khiến cho nhiều người hiểu lầm trong một buổi họp mặt khi mc giới thiệu phu nhân phán đến một lúc lâu có một bà ngồi cạnh tôi hỏi bà phu nhân phán đâu không thấy mà chỉ thấy ông có râu kia thì ông ấy tự nhận mình là phu nhân đó. Còn đích thật người ấy là phu nhân hay phu quân thì chỉ có trời biết, đất biết và nửa kia của ông biết. Còn bà muốn biết thật hư thì xin một cái hẹn. Phệ chọc quê, phu nhân chúc cho đỡ buồn. Sau đây mới là chuyện thật. Năm 1968, Mậu Thân, đại đội 1 tiểu đoàn 2 tôi đến thay vị trí đại đội của anh Phán tiểu đoàn 1 tại xi Măng Hà Tiên, thì tôi gặp Nguyễn Văn Sự là phó châu Anh Phán. Sự là á khoa của khóa 19, rất giỏi. Vậy mà không hiểu lý do gì hắn trầy vi tróc vẫy ở tiểu đoàn 1 và sau này thì xuất binh chủng. Tháng 7, 2009, tôi sang Pháp thăm ông già và bảy đứa em thì gặp sự. Hắn hỏi tin tức một số anh em tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến rồi nói, Mày về Mỹ cho tao gửi lời tham và cảm ơn anh Phán, nếu không có anh ấy giúp đỡ che chở thì không biết đến bao giờ tao mới đứng dậy nổi. Tôi không hỏi thêm gì cả mà chỉ chuyển lời sự lại cho anh phán, ảnh hối. Bày cho tao số phone của sự đi. Mày hỏi sự xem nó có qua Mỹ chơi được không? Tao mua vé máy bay cho hắn. Qua đây tao lo hệt, đừng có ngại chi mưu. Chuyện giữa anh phán và sự ra răng tôi không biết. Nhưng một kỷ niệm đã hơn 40 năm rồi nay được nghe qua những thư đi tin lại giữa hai chàng võ bị và võ khoa, mà thấy ấm lòng. Sự còn đó, phán còn đây. Sự thật là vậy, người viết không phịa, phịa làm chi cho bài viết thành vô duyên. Tha cho ông phán chuyện phu nhân bị phu nhân sách xén đuổi khiến ông chạy xì khói. Tạm biệt ông, tôi đi tìm anh thiếu chiều cao pha cô tô. Pha Cô Tô đích thực có phải là viết tắt của chữ Phan Công Tôn? Khi còn ở Việt Nam, tôi nghĩ anh Tôn lấy ám danh như vậy là chính xác. Nhưng ai ngờ ông còn có thâm ý khác. Khi sống ở Mỹ rồi, tôi mới hiểu cái danh Pha Cô Tô có âm thanh nghe lạ tai. Quả thật tên làm sao thì chim bao là vậy, phải không ông Phan Công Tôn? Anh gốc Đà Lạt, xứ Hoa Anh Đào, khởi đầu binh nghiệp từ quái điểu nên có số đào hoa và tài đánh đấm cũng ra trò. Sài Gòn, cựu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 nhận xét. Trong chiến thắng trận Ba Gia ngày 2 tháng 6 năm 65, Trung úy Phan Công Tôn là người có công đầu, nên được đặt cách thăng cấp đại quý tại mặt trận. Phan Công Tôn luôn hăng say và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một sĩ quan tham mô giỏi. Phan Cô Tô đào hoa, đánh giặc giỏi như lời nhận xét của Sài Gòn. Nếu tôi kể thêm thì hóa ra vuốt đuôi Sài Gòn. Tôi xin kể một vài kỷ niệm hại bạn của bạn ta. Khởi sự đi tù và ở chung với nhau ở đội B. Trại Long Giao gồm có chính tên thủy quân lục chiến là Phan Công Tôn, Trần Kim Hoàng, Lê Văn Cưu, Huỳnh Văn Phú, Trần Văn Hợp, Quách Ngọc Lâm, Trần Quang Duật, Doãn Thiện Niệm và Tô Văn Cấp. Toàn là những tên dài lưng tống vải ăn xong lại nằm, chỉ có một người không dài lưng là pha cô tô anh sắp xếp sao cho anh em ăn ở có vệ sinh đoàn kết chống đối cai tù và hạch tội tù antana thằng đội phó tên cương què đi mép bu bố nó nên chẳng bao lâu sau tiểu đội tù thủy quân lục chiến tăng đàn sẽ nghe mỗi anh một nơi hơn mười năm sau tôi mới gặp lại pha cô tô tại sài gòn vẫn cái tánh siêng năng tông rủ tôi đi học điện toán ngôn ngữ cobol basic programmer gì đó để có nghề nghiệp cho tương lai nhưng học hoài không vô nên pha cô tô tìm được một cô giáo về kèm trẻ em tại tư gia cô tên hải chuyên viên điện toán ibm cô và học trò ngang tuổi nhau cùng thuộc chế độ cũ nên không rủ cũng tới rồi một ngày kia sau khi giảng xong phần cứng phần mềm, thì cô mang phần mềm trò mang phần cứng cùng nhau biến mất. Vài tuần sau tôi nhận được công điện. Tôn báo đăng bình an trên đảo một mình. 2007, Thủy quân lục chiến Nam Cali sang Utah dự lễ khánh thành tượng đài Việt Mỹ do Tôn làm chủ sĩ. Tôi tạm trú tại nhà Tôn, đêm về không biết lý do gì mà gia chủ bắt máy lạnh chạy tối đa tôi và phóng viên kbc lê tường vũ lạnh teo tim thiếu điều muốn ôm nhau cho ấm tôi nghi pha cô tô muốn gài độ cho tôi và anh chàng phóng viên lê tường vũ vào cái thế gậy ông đập lưng ông nhưng nhờ nội công thâm hậu nên chúng tôi không bị sập bẫy Sang ra tôi thăng phiền về vụ mở máy lạnh tối đa thì anh chị tôn chỉ hai cái mành để sẵn trên đầu giường. Nhưng phiền một điều là mành còn để trong bọc ni lông, mà không nói cho chúng tôi biết thì sao dám bốc tem. Đúng là một kỷ niệm hại bạn, kẻ đắp chăn da, kẻ lạnh lùng. Trước đây tôi có viết một bài về những ông thầy đầu đời binh nghiệp của tôi ở tiểu đoàn năm Thủy quân Lục Chiến, kể từ ông trung sĩ nhất trong đội phó Nguyễn Văn Lô đến ông thiếu quý đại đội trưởng Dương Vũ Long, nay xin vắn tắt đôi điều chưa nói hết. Anh Long là ông thầy của tôi về mọi phương diện. Anh là cấp chỉ huy đại lượng, nhưng lại rất bướng đối với những lệnh lạc, nôm na là những cái lệnh bắt thi hành trước khiếu nại sau, khiến anh thường chịu thiệt thòi. Đại tử lây cái tính của ông thầy nên cũng không khá, sau trận Mậu Đức Quảng Ngãi, đại đội bốn của anh hy sinh nhiều nhất, hai trung đội trưởng tử thương, phương khóa 18 võ khoa và thảo, một bị bắt, quỳ khóa 20 võ bị, lộc và anh bị thương. Thay vì có anh Dũng thì anh lãnh cán búa, anh về ngồi chơi sơi cà phê đắng ở trung tâm huấn luyện. Ly nước tràn là vào tết mậu thân, anh mang vết thương lòng về với biệt động quân năm 1969 anh và tôi gặp nhau ở ngay trận chiến chương thiện rồi biệt tâm từ đó năm 2000 thấy hình anh và bài viết về trận mậu đức trong cuốn chiến sự thủy quân lục chiến do bác sĩ Dũng biên soạn tôi tìm cách liên lạc và đã nhận được hồi âm anh sống cô độc và không sinh hoạt với đơn vị gốc đây là chuyện khá lạ vì anh Long vốn là người của đám đông mang niềm vui đến cho anh em. Sau một thời gian thư đi tin lại, tôi mới biết anh đang bị bệnh phổi. rồi thư anh thưa dần và ngưng hẳn. tôi không biết làm sao hơn vì không quen biết ai ở bên úc cả. năm 2003 nhân dịp đại hội thủy quân lục chiến ở Houston Texas, tôi gặp mẫu xanh trần như hồng từ úc về dự tôi có hỏi nhưng hùng không biết tôi vội viết thư cho anh long và nhờ hùng cầm về úc tìm tung tích biệt động quân cựu thủy quân lục chiến dương bộ long ngay khi về tới úc hùng đã tìm ra tung tích anh long và báo cho tôi với đại ý anh long đang đi dần vào hôn mê trên đầu giường còn có những sách báo thủy quân lục chiến do anh gửi anh long không còn nói năng gì nhưng khi đọc thư anh và anh phán thì anh Long tỏ dấu hiệu mập mấy đôi môi. Khi đã tìm ra và biết anh Dương Vũ Long là ai thì Trần Như Hùng cùng anh em mẫu xanh thay nhau thăm viếng và săn sóc anh Long. Khi anh Long chiếm được mục tiêu cuối cùng thì mẫu xanh Trần Như Hùng đã điều động cả biệt động quân lặng thủy quân lột chiến để lo hậu sự cho anh với đầy đủ nghi thức và đã trao tro cốt về cho gia đình anh tại Việt Nam và hiện nay hàng năm anh em vẫn nhớ đến ngày dỗ cho anh tôi không đủ ngôn từ để ca ngợi cho đúng tình huynh đệ của thủy quân lục chiến hùng đối với biệt động quân long dù trần như hùng và anh em mẫu xanh bên úc không hề quen biết anh dương vũ long một niên trưởng thâm niên nhất hiền nhất và trẻ trung nhất trong số các niên trưởng mà tôi đề cập đến trong bài này là trần kim đệ anh là khóa tám võ khoa thủy quân lục chiến Ngày xưa, ngày xưa, nếu không bị loại vì lý do sức khỏe, vì thiếu vài ký thì tao đã là đồng khóa đồng chìa với đệ đức rồi, đã mày mày tao tao rồi. Và dĩ nhiên, những ông thần nước mặn kể trên đều là niên đệ của tôi đấy nhá. Nhưng nhờ trời thương nên sau này tôi được làm đồng đàn với anh ở tiểu đoàn Châu Điên đệ đức trần kim đệ là một lão làng trong binh chủng mũ xanh nhưng không hiểu tại vì nguyên cớ nào mà anh chịu nhiều thua thiệt làm sao người viết biết lý do bạn tính hiền lành nhưng cũng hay lý sự có ảnh hưởng gì tới bên nghiệp của anh chăng đệ đức chỉ biết chửi thầy nửa vời chỉ biết nói tiếng mẹ mà thôi không biết có phải đệ đức sợ tiếng đức sợ đu mà bỏ đi chữ này nên câu chửi thầy không tròn đó là một trong cái dễ thương của đệ đức. Nếu phải tóm tắt về bản tính của đệ đức thì tôi xin dùng bốn chữ khẩu Phật, tâm Phật. Trong tiểu đoàn Châu Điên, anh và tôi có nhiều kỷ niệm khó quên, đặc biệt là trong giai đoạn Mậu Thân 1968, đệ đức Trần Kim Đệ và Lâm Đồng Đinh Xuân Lãm luôn phiên nhau giữa hai nhiệm vụ đại đội trưởng và ban ba tiểu đoàn nên tôi khó xác định chính xác thời gian, nhưng sự kiện thì không sai. Khi đại đội một thanh toán những mục tiêu vùng gia định, rạp hát cao hồng hưng, rạp hát cao đồng hưng, cây quéo vừa xong thì được lệnh cấp tốc quay trở lại vùng chợ lớn, Đại tiếp viện cho đại đội của đại đức đã bị việc cộng tấn công chia cắt trong đêm và trung đội của chuẩn quý hồng đang trong thấy chỉ mành treo chuông. Tôi giao cho trung đội 14 của Thiếu Quý Huỳnh Vinh Quang lãnh nhiệm vụ bắt tay với Hồng, và Quang đã giải thoát được cho Hồng. Sau mậu thân, vào sáng ngày N tháng 9 1968, tiểu đoàn 2 đi hành quân Tây Ninh. Đại đội 1 được giao nhiệm vụ nhảy diều hâu vào vùng cầu khởi, để tìm địch. Không cần lùng đâu cả, địch nằm sẵn chờ, đại đội 1 trừ dính trấu ngay không cần lùng lâu cả không cần lùng đâu cả địch nằm sẵn chờ nên đại đội một trừ dính trấu ngay tiểu đoàn liền nhảy bao vây để diệt và tiếp cứu đầu sơn lệnh cho đại đức đại đức bằng mọi giá ông phải bắt tay được với cần thơ liên lạc hàng ngang cho biết hướng tiến của đại đức và trung đội đi đầu là chuẩn quý học lại nhằm vị trí của thiếu quý huỳnh vinh quang hai cố tri hồng quang cố gắng bắt tay nhau lần nữa nhưng than ngồi mừng vui chưa bắt thì đã sầu chia ly chuẩn quý hồng đã gục ngã trên đường tiến quân và phải đến ngày hôm sau chúng tôi mới bắt tay được với nhau Quả thật đời lính chiến ra đi quá dễ dàng sống nay chết mai là chuyện bình thường vừa mới nhăn răng cười vung nước miếng thì đã chết nhăn răng sùi bọt mép thằng em vừa mồi cho ông thầy điếu thuốc bên miệng hữu khói thuốc chưa kịp bay ra khỏi miệng thầy thì đệ tử gục xuống vì đạn a ca máu và ốc đệ tử văng đầy mặt ông thầy ai vay của tổ quốc không biết mà chỉ có người lính chiến phải trả một người tiền tuyến trả thì cả ngàn hậu phương vay rồi quịch làm sao lính trả hết nợ đây lời chồng chất lãi mẹ đẻ lại con chỉ khi nào cha mẹ vợ con lạnh được 12 tháng tử tuất thì lúc đó người lính mới hết nợ, đã đền xong nợ nước. Nỗi buồn này ai hay, vậy mà có những tên chưa một ngày mặc áo lính. Chúng được sống còn là nhờ người lính để ngày nay dung thân đời tầm gửi nơi đất khách, thì lại ngoát mồm thối sủa lại người lính Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi độc giả, tôi quay về với đại đức một kỷ niệm khó quên, Khó quên nên nhớ cả ngày tháng, nhớ cả không gian và thời gian. Sáng ngày 19 tháng 6, 1969, trên cánh đồng ngập nước mênh mông thuộc hỏa lựu. Tỉnh Trương Thiện, đường mòn chớ đi, binh thư đã dậy như vậy, nên cánh bê tiểu đoàn hai bị bỏm, nước ngang lưng tiến vào mục tiêu, và rồi miền gài dưới nước tung lên. Trong tích tắc tôi biết mình cũng tung lên rồi đi. Khi nghe tiếng phành vạch của cánh quạt trực thăng, tôi rung lên vì lạnh. Cái lạnh khủng khiếp làm tôi tỉnh lại. Mơ màng nghe được tiếng đệ đức báo cáo những tiếng quen thuộc. Whisky, Kilo, như vậy là tôi chưa đi. Hey, đệ đức, tôi chưa chết à nha. Muốn gào lên mà không ra tiếng, nhìn thấy mặt ổng, nhưng ông ấy cứ lờ đi như không thấy tôi mất mấy đôi môi. Xình, nước, máu chui vào miệng, mặn chát, dù đang khát nước, khi trực thăng đáp xuống sân bay tỉnh Trương Thiện, tôi nghe lao sao tiếng nhận lựa thương. À, đi rồi. y còn thở. Câu vấn cục tay và Cần Thơ nát bét nhưng còn nhúc nhích. Tôi được chuyển tiếp về bệnh viện Phan Thanh Giảng Cần Thơ. Chưa kịp lên bằng mẫu, chưa kịp nghe tiếng kéo cưa lừa xẻ vào ống xương đùi như lời phán của quan đốc địa phương thì ông thầy hạnh đến nhận và đưa ngay chúng tôi về bệnh viện lê hữu sanh thị nghè để các thầy dẫn thầy hiệp thầy hạnh thầy tụ thầy hải thầy vi không nợ các của tôi bỏ đi nên nay tôi còn một chút gì để đứng để đi cảm ơn các thầy lang tây mũ xanh mong sẽ có ngày được ông lại chuyện vui buồn bệnh viện với các thầy này ông đệ đức Lúc đó ông làm chức gì mà có trực thăng bay vòng vòng mà kịp thời đáp xuống lấy xác tô vậy? Phải không tiểu đoàn trưởng trâu điên? Vì lúc đó là anh Robert Phúc, ông cũng không là lữ đoàn trưởng. Vậy thì ông là ban ba lữ đoàn chăng? Quần áo ướt nằm dưới sàn trực thăng lỏng gió lạnh thấy mẹ. Lạnh và đau quá làm tôi không biết đâu. Nhưng thèm điếu thuốc, ông tiếc gì mà không cho tôi một hơi. Nghĩ lại mà tôi ghét ông, nhớ ông, cảm ơn ông đã nhanh chóng tẩy thương nên tôi được cứu sống, và sau này được làm tới phó chỉ huy căn cứ sống thần. Một cái chức to mà như chưa có bản cấp số. Một cái chức to mà chưa có bản cấp số, nhưng nhờ đó tôi có cơ hội trả nợ ơn ông. Mỗi lần gặp lại ông là tôi nhớ đến một đêm ở bộ chỉ huy căn cứ sống thần, nhân dịp tiểu đoàn 2 về hậu cứ Trâu Điên Trưởng. Nhân dịp tiểu đoàn 2 về hậu cứ, Trâu Điên Trưởng cho đàn trâu nhảy đầm, đệ đức đến thăm đơn vị cụ cũ cũng tham gia, ông vui như một lão ngoan động. Với cánh đồng cỏ non mà quên nhiệm vụ với mục tiêu chính, nên đã bị bà rượt. Nhớ ơn xưa tôi vợ mở cửa cho ông tị nạn, ông cứu tôi, tôi cứu ông nhưng so ra thì ông ở trong tình thế dễ bị xé xác nguy hiểm đến tính mạng hơn tôi ngày trước nên coi như ông vẫn còn nợ tôi cảm ơn niên trưởng đệ đức trần kim đệ khi đọc đến đoạn này nếu có ai đó nằm cạnh thì thế nào đệ đức cũng mắng tôi nói tầm bậy đâu có đâu đúng thế vì thấy ông nhát gái quá nên tôi phịa ra cho vui ấy mà làm sao kể cho hết những kỷ niệm vui buồn vàng son thời súng đạn với các niên trưởng võ khoa thủy cung lục chiến đây mới kể mỗi ông một tội mà đã hết hai mươi trang giấy người đọc đã chán mà tội lỗi của các ông thì nhiều thôi thì để dành coi như án treo buồn buồn mang ra kể tiếp đối với các vị đại niên trưởng những cấp chỉ huy trực tiếp thì tôi đã đi thăm các anh trước đây một lần rồi Tengo lần cuối cùng ông ra lệnh trực tiếp cho tôi là ngày 30 tháng 4 năm 75 tại Bộ Chỉ huy Căn cứ Sống Thần. Sau khi Tông Tông Bích Minh tuyên bố đầu hàng và ra lệnh cho các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa bàn giao cho Việt Cộng. Bàn giao cái gì đây? Tengo ngồi thừa ngồi. Rồi ông lặp lại lời của Thượng Cấp Tối Cao. Cấp ở lại bàn giao, Tango không thể nói tiếp được vì ngạn lời và tôi đã bất tuân lệnh ông. Tôi đã đi thăm Sài Gòn rồi. Tuy là lữ đoàn trưởng nhưng đã nhiều lần ông vào tần số nội bộ tre lạnh cho Cần Thơ. Trong trận hấu bò, thấy tiếng ông trong máy tôi xin ông cho vài phi tuần lên cái đồi cao phía sau lưng. Ông hỏi có gì trên đó? Tôi nói chưa thấy gì nhưng sao lạnh lưng quá? Đập trước cho chắc ăn. Ông cười, chừng nào có hãy hay tôi đã đi thăm bắc ninh vì khi ông làm chỉ huy trưởng căn cứ ông giao cho tôi muốn làm gì thì làm và tôi đã đi thăm đầu sơn vì tiểu đoàn trưởng của tôi từ 1967-1969 vui buồn với các niên trưởng bỏ qua xin tạm chấm dứt ở đây thăm anh thì cũng cần thăm em nhiều lắm nhiều lắm không đến thăm bắt tay nhau được thì mai mốt mượn giấy thay mặt mượn bút thay lời thăm nhau vậy. California đầu xuân con cọp. Tác giả Tô Văn Cấp. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Tô Văn Cấp. Cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.